Xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại Mỏ Cày, Bến Tre nha anh em. Thì ngày hôm nay mình có đến chỗ nhà anh Miên nè, anh có giao lưu với anh em một cái gốc mai thấy bộ tàn khá là lớn nha anh em. Nói chung thì từ ngoài cổng mình nhìn vô thì cây này có bộ tàn cực kỳ lớn. Thì chút xíu thì ảnh vô ảnh giới thiệu chi tiết cho anh em. Ví dụ anh em nào thích mà thiện chí muốn giao lưu thì có thể liên hệ trực tiếp với ảnh. Cây này thì từ ngày xưa tới giờ nguyên thủy nằm đất luôn nha anh em. Bông thì theo anh chia sẻ là bông rất là đẹp nha nè. Chào anh Miên ơi, anh rồi. Cho anh em biết là vị trí chính xác mình đây ở đâu hả anh Miên? Rồi, anh xin chào các cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền tổ quốc ha. Thì dạ. Vị trí mình đây là ấp Tân Bình, xã Thành Thế B, Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Rồi, ngày hôm nay mình giao lưu với anh em nhiêu gốc mai anh? Thì anh bữa nay mình giao lưu là chủ yếu là ba gốc mai lớn, dạ. Một thân một cốt, tay cành đều. Và dạ. Một số nếu anh em nào mà có thích chơi nguyên vườn thì mình sẽ để luôn. Họ giá cả ok, giống như mình dân mua bán mà thì anh em cũng biết. Thì như bây giờ cái vấn đề giá cả thì mình có nói vậy luôn đi. Trong mình xin lỗi trước tất cả các anh em dạ. Thì đã xem kênh ha, cũng thông cảm. Mình thì cũng dân mua bán thì cũng biết nhiều khi cũng có anh em mua về chơi, có anh em mua để bán lại, dạ. Mua biếu, nói chung cái đó là chuyện tùm nó nhiều lắm. Nhưng mà thôi giờ cho Tám Yên xin cáo lỗi anh em là Tấm Yên giữ giá đi. Khi nào anh em nào có nhã ý mua thì alo mình. Dạ. Còn trong vòng 30 ngày sau mà không có giao lưu được thì mình sẽ quay lại một cái clip tiếp để mình dạ. Giới thiệu giá từ cây hết cho anh em xem dạ. Tham khảo. Còn nhưng mà Tấm Yên hứa là cái mình bán giá thì cũng em chắc chơi được chứ không có đến nỗi. Dạ. Thì cho Tấm Yên biết mặt giá cái ha. Đó là dạ. Tấm Yên rất là mong anh em thông cảm cho Tấm Yên nha. Rồi, ok rồi, anh. Bây giờ mình xin vô cây số 1 đi. Rồi. Cây số 1 là cây mai này thì nó nằm đây rất là lâu rồi. Nằm đây khoảng nhiêu năm hả anh Miên? Nói chung là anh cũng không nhớ là bao nhiêu bao lâu nữa. Thì tại dạ. Vì cái cây này thì anh thấy nó đẹp lắm. Thì bữa nay thì mình đưa lên để giao lưu với anh em. Có anh em nào mà có chơi á. Dạ. Thì alo Tấm Yên. Thì cái cây này em quay sơ quan vọng để cho anh em xem cái bộ tàn đi. Đầu tiên mình sẽ quay cho anh em tham khảo cái bộ tàn của gốc này nha. Tàn rất là lớn nha anh em. Cây này thì một cốt đi lên, giót đọt luôn anh em ơi. Đây, quay cho anh em một vòng của bộ tàn. Do cái cây này nó nằm ở ngoài đây có một mình đó anh em, nên bộ tàn thì nó phát triển rất là thoải mái, nên cái bộ tàn rất là đều anh em. Ảnh thì ảnh gịch nhẹ tàn xuống. Dàn xương bên trong khích kịch hả anh em ơi. Một cốt đi lên. Cốt cành thì tự nhiên nguyên thủy nha anh em. Từ ngày xưa giờ thì chưa có vô nước dây nào hết. Đây, bộ tàn. Tàn cực kỳ lớn anh em. Đây, còn phía bên đây anh em. Quay cho anh em một phía khác nữa nha. Nói chung thì cái cây này anh em đến thực tế anh em xem thì cam đoan với anh em là bộ tàn là phải nói là khủng, cực kỳ khủng luôn anh em. Dàn xương của nó ra thì mình thấy chi cành này nó rất là lực anh em. Rất là lớn nha. Đây. Một cốt đi lên. Cái cây này chiều cao khoảng nhiêu hả anh Miên? Chiều cao nó là 6,5 m từ mặt bắc lên á. Dạ, còn cái tán ngang anh Miên? Tán ngang nó phải từ 7 m ăn lên. Dạ. Nó đều rất là đều tàn. Cây này là mình trồng ở đây là nguyên thủy là ở đây là bao nhiêu năm rồi hả anh Miên? Anh trồng đây chắc cũng là hồi đó đây chắc cũng lâu lắm rồi, mười mấy năm á. Dạ. Mười mấy năm để không biết là không nhớ là bao lâu. Dạ, mặt bông nó là chuẩn nó là nhiêu anh? Chuẩn là 5 cánh bầu, 5 tới 7 8 cánh nhưng mà nó bông rất là đẹp. Anh bao bông luôn, bông chùm không? Dạ. Ừ. Rồi quay cận cho anh em tham khảo những cái cốt cành từ dưới lên nha anh em. Cốt cành rất là lực nha anh em. Cái này là vú bò phải không anh Minh? Đây. Cái là lớn anh em. Cái này thì Tết thì leo lên lặt lá là thoải mái luôn, không dạ. Suy nghĩ hết. Mình năm nào cũng leo lên lặt á. Đây cốt cành phía bên trong rất là lực nha anh em. Nói chung thì đóng dài phía lên phía trên ngọn nè, cái này một cốt đi lên. Rất đọt anh em ơi. Đây, cái cành đóng rất hay nha. Dạ. Tàn thì phía trong thì anh em dòm ra nó khích kịch anh em. Đây cái tán cây thì nói chung là chi cành mọc rất là đều nha anh em. Vòng qua. Bộ tàn thì hết sảy luôn anh em ơi. Cái cốt cành nó mình quay cận cho anh em tham khảo. Mấy này đã già quá nó lên chóc già phải không anh Miên? Đúng rồi. Đây. Cái này không có xù xì nhưng mà cái này thì mình thân mình là 80 kg nè, leo dạ. Test. Leo thoải mái, lại lá thoải mái anh. Lại lá tới đọt luôn anh. Dạ. Lần nào cũng khoái leo lên đọt kìa. Dạ. Lại lá xuống lên đã tới đọt luôn. Đây. Lên đây là đỉnh rồi nè. Đó. Ở đây là lãi là hồi vô tư, thấy không? Dạ.
Nói chung thì cốt cành này thì anh em thấy đó, ảnh leo lên thôi rất là thoải mái. Dạ. Đây phía trong nè anh em. Dọc xuống. Đây cành là đóng tứ phía luôn, không thiếu chỗ nào. Dạ. Dưới thì đóng những cái điểm là anh em có thể thấy là đóng vú bò khá là lớn nè. Thân thì có một số điểm thì nó già quá, nó bể mấy cái da ra anh em. Nhìn cây khá là cổ, rất là đẹp. Cái này chắc em nhờ anh vô đo cho anh em tham khảo thử thông số nó khoảng nhiều ha anh, anh Miên. Mình đo thứ nhất mình đo cốt cành đi anh Miên ơi. Cốt cành 1, cốt cành 2 cho anh em, để anh em tham khảo. Đây đi. Dạ. 1 là thấp nhất nè. Dạ. Đo sát nách ha. Dạ. Sát nách là 30. 30. À, còn mà sát vô cái mí cỡ vú bò thì nó tới 42. 42. Ừ. Dạ. Rồi. Đây cái thứ hai. Đây cành thứ hai là nó 31. 31. Nụ nụ đẹp nha. Rồi. Bắt đầu mình sẽ quay cho anh em tổng thể cái dòng ở phía bên dưới nha. Cây này cũng rồi cám quá trời, cám thành ra mình không. Cây này ảnh trồng ở đây thì ảnh nói nha, thiên nhiên từ xưa giờ. Ảnh chưa có mồi lên nha anh em. Cây này dưới còn sâu không anh Miên? Cũng còn khoảng cả tấc quá. Dạ. Ví dụ anh em nào người ta xem mà thiện chí muốn mua, mình có hỗ trợ cho anh em coi đế gì không anh? Thì có anh em thì tới đây coi đế. Dạ. Nói chung thì anh cũng hỗ trợ cho anh em chuyện đó. Mình giá cả ok thì giá mình hỗ trợ okay cho thôi. Anh em coi đế. Rồi anh đo thoát thân giùm em thao khoảng nhiêu anh Miên? Thoát thân này là 50. 50. À, đúng 50. Dạ. Mặt đất lên nha. Không biết mấy sao. Cái này thì cái cành, cái cành lỗi hả anh? À, gần nó nhỏ ra sao anh cắt nè. Dạ. Anh để cũng mấy năm mà cũng tiếc tiếc á. Dạ. Cái này nó cũng áo hết khoảng 70-80%. Đúng rồi, nó gần hết rồi, hết rồi đẹp. Rồi. Áo lên hết đẹp. Anh đo em thử cái hoành á anh Miên. Giờ đang quay hành sát mặt đất nha. Dạ. Còn giờ này mình nó nằm vậy thì mình là 73. 73. 73 cứng tí xíu như 73 đi. Dạ. Ừ. Đây dưới có mấy cái ngấn nè anh em có thể thấy là biết rễ nó ra nha anh em. Nó nụ ra. Nụ ra khá là nhiều. Ừ. Dạ. Rồi mình đo cao lên tí xíu đi. Cao lên tí xíu ha. Dạ. Rồi là ngay chỗ cái nhánh đi. Dạ. Đây nè. Đây là 68. 68 nha anh em. 68. Rồi. Lên đây thì một dòng nữa là 62. 62. Khoảng 3 tấc á, từ mặt, dạ. Mặt lên khoảng 3 tấc là 62. Dạ. Rồi, mình quay ra xa mình quay cho anh em lại một vòng nữa để anh em hình dung được cái gốc này nha. Bông này là mình bao bông cho anh em hả anh? Bông đẹp, bao bông chùm mà bao năm cánh bông. Năm cánh bầu cây sung thì nó 7-8 cánh là chuyện bình thường. Dạ, cây này thì nói chung thì ảnh nhìn thấy mặt bông mỗi năm anh em ơi. Lâu lắm rồi. Thì cái chuyện bạc bông thì ảnh bao cho anh em mà. Nói chung thì anh em cứ yên tâm. Dù mình chút xíu thì ảnh thông báo với anh em, và anh em nào muốn chi tiết thì có thể liên hệ với ảnh đi. Anh thông báo giá cả hợp lý thì anh em có thể đây ảnh đến đây để giao lưu. Và ảnh thì hỗ trợ cho anh em xem đế. Rồi anh Miên ơi, cái cây này là sao anh Miên? Mình giao lưu sao anh Miên? Thì cái này thể là mình nếu anh em nào mà có thiện chí để giao lưu mình thành công á thì dạ. Mình hỗ trợ bứng rồi dạ. Chuyển ra tới đường xe lớn. Dạ. Rồi cho anh em đi, còn vấn đề mà thương lượng vấn đề đó cả ship nữa thì đó là mình để anh em mình bàn sau đi. Dạ, liên hệ qua điện thoại. Dạ, anh. Liên hệ điện thoại đi, rồi nếu mà được thì anh cái vấn đề đó thì không quan trọng gì đâu. Dạ. Ừ. Ví dụ khách mà có muốn nhu cầu giao lưu thì mình cứ hỗ trợ thứ nhất là bứng, thứ hai là ship cho anh em ra tới cái đường lộ. Khi mình bứng là cũng phải có người mua có nhìn. Dạ. Đây là làm rất là kỹ, nói chung là đây là bứng cây bự là ok, không có vấn đề gì hết. Dạ. Nhưng mà phải có những cho nhiều khi mà 9 người 10 ý mà. Dạ đúng rồi. Có anh em nào ấy thì mình thèm làm theo nhu cầu của anh nào mà đi vô lâu mình. Dạ. Rồi vậy đó thì nó cũng đơn giản, nói chung là chỗ mình đây thì bán cây rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà mình mới bán cây nhỏ, cây phôi thôi. Thì giờ mình cũng có mấy cây bự cũng muốn giao lưu với anh em thì cũng mong anh em theo dõi để ủng hộ ha. Dạ. Rồi anh nhắc lại địa chỉ luôn anh Miên ơi. Địa chỉ mình đây là ấp Tân Bình. Dạ. Xã Thành Thới B. Dạ. Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Thì anh dạ. Em nào muốn tới coi cây thì liên hệ số điện thoại anh đó. Dạ. Anh sẽ chở về tới cây này để xem. Dạ. Ừ. Anh em một cây mai một cốt đi lên chót đọt luôn anh em. Đây quay cho anh em tham khảo cái bộ tàn này nha. Tàn xè khá là lớn nha anh em. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu ha anh Miên? Cây này chiều cao nó khoảng tầm 4,5 m á. Còn cái tán ngang anh? Tán ngang nó khoảng 5 m.
5m. À, 5m, hơn 5m á. Cái này một cốt đi lên một nha anh em. Lên luôn. Dạ. Nếu mà anh em tới thấy nhìn cái củ đế nó thấy khoái liền. Dạ, đây mà em quay đẹp. Quay cho anh em tham khảo cốt cành bên trong của nó nha. Dọc lên. Cây này mình trồng bao lâu chưa hả anh Miên? Cây này trồng nay khoảng chừng cỡ 8 năm, năm mấy. Dạ. 8 năm. Mặt bông chuẩn của nó là nhiêu anh? Bông chuẩn là 5 cánh, 5 cánh 6 cánh, cái này là bông 3 5 cánh bầu thôi chứ còn là bông không nhiều cánh nha. Đây. Cái này anh em phái chơi cây 5 cánh thì có sao mà nói vậy, cho anh em dễ chơi. Dưới thì củ nở nha anh em, đây. Anh em thấy là củ nó nở. Thì bao đẹp. Thân thì hơi sắn nhẹ nha anh em, có dấu hiệu hơi sắn mớp. Cái này quay cho anh em tham khảo. Cái này anh em tới là mình có bao anh em hỗ trợ xem rồi, đế gì không anh? Là bao bao hỗ trợ xem đế. Dạ, đây anh trồng như đây tại anh không có môi đế nữa nha anh em. Không có đế nhưng mà tại vì đế thì đế cám quá nhiều nè. Dạ. Nhưng mà cây này thì mình biết tới đế nó rất là đẹp. Đế bao đẹp cho anh em hả anh? Đế là tiền đó nha. Anh thường hồi trước đó, anh mới đem về để mấy ba cái rễ này xuống ở ngoài nhìn vô là thấy mới kết liền. Dạ. Ba coi như là ba cái rễ nó bấu xuống nhìn thấy đẹp lắm. Đây, cốt cành với bên trong nè anh em ơi. Rồi em nhờ anh Nguyên vô đo em thử thông số nó khoảng nhiều ha anh Nguyên. Rồi. Mình đo 2-3 thông số đi anh. 2 thông số, 2-3 thông số đi. Cái này sát mặt đất trước đi ha. Dạ. Từ dưới dàn lên đi. Củ này nở nha anh em. Nở dữ lắm. Cái này là nụ củ dữ dằn ạ. Củ nở. À, cái này sát mặt đất á là nó 74 nè. 74. Như tính 73 đi. Rồi. 73 đi sát nha. Mình phải chuyện tất. Tất thì nó là 60. À, như 60. 60, rồi. Còn lên khoảng 3 tấc đi. Dạ. Lên khoảng 3 tấc thì nó nằm giá 50 mấy. À, 51, 50 đi, 51 thì 50 đi. Rồi, thoát thân luôn á anh Miên. Nói chung thì ảnh đo nhiều vị trí cho anh em mình dễ nó dễ tham khảo hơn. Cây này thì cũng mong anh em có giao lưu thì tới. Rồi, dạ. Thoát thân là 45 em. 45. 45. Rồi, sẵn tay đó anh đo cúc cành nhẹ cho anh em bên đây khoảng nhiêu anh? Cúc cành 1. Cái này cũng nó yeah. Cũng hình như bò nè. Dạ. Yeah. Bự à. Cái này là hoành cốt cành là 23. Dạ, yeah. Rồi ok anh ơi. Tay cành lớn, đẹp. Một lốt chót nhỏ xíu luôn. Để xa cho anh em tham khảo cái bộ tàng đó nha. Cây này thì mình giao lưu với anh em sao hả anh Miên? Cây này thì cũng giống như nói vậy đi vì giao lưu qua số điện thoại anh. Số điện thoại đi. Dạ. Cho nhiều khi anh em xin sửa hay sao anh? Xin sửa hoặc là biểu tặng nói chung cái chuyện đó thì bình thường. Dạ. Có gì thì anh em nào có nhà ý mà giao lưu thì cứ điện thoại cho tôi Miên. Rồi. Miên sẽ báo cái giá cho anh em tham khảo. Rồi. Theo anh em. Cây này cũng một cốt quy lên nha anh em. Một cốt quy lên. Hơi chặt thì bỏ mấy cái. Cây này mình đem về đây lâu chưa anh Miên? Cây này đem về đây được khoảng 4 tháng rồi. 4 tháng. À. Chiều cao khoảng tầm khoảng nhiêu anh? Chiều cao khoảng 5m. Dạ. Cây này bao ông luôn. Ông rất là đẹp. Còn cái tán ngang anh? Tán ngang nó cũng khoảng 4 mét mấy 5 mét luôn. Dạ. Tay cành rất lực. Dạ. Nó hơi chặt thì anh em nào mà có nhà ý sở hữu về chơi thì cứ giật tới nhà mình. Dạ. Thì để coi cho chi tiết hơn. Để cái này thì đế thì cũng được thôi chứ còn không có giữ là không gọi là giữ không nha. Thì cái này mình có sao nó vậy cho anh em hả anh Miên? Dạ. Thân thì đế thì cũng có nhưng nó đóng hơi cưa thôi. Dạ, cây nào đế đẹp thì anh bao đế cho anh em, còn cây nào mà không có thì anh nói là vừa. Dễ chơi. Dạ. Đo cái hoành luôn nha. Dạ. Đo cũng mấy vị trí đi. Vị trí này đo được 72 nè. 72. Ừ. Rồi. Còn xích lên đây khoảng tấc hơn tấc thì nó là 64 nè. Dạ. Còn lên đây thì xa này là 58 nè. 58. Ừ. Rồi anh đo thoát thân nè em anh. Thân này là 50. 50. Ừ, 50 rồi. Thân. Anh áo em nhẹ cúc cành khoảng nhiêu anh? Cúc cành thì cũng lực lắm. À, cúc cành này là cối không nha. Dạ. Ít cành nhưng mà cành bự không à. 29. 29. 29. Rồi. Quay cho anh em tham khảo nha. Cái này mình đem gì để lâu chưa anh? À, thì anh nói là khoảng 4 tháng mấy á. 4 tháng ha. 4-5 tháng rồi. Dạ. Tàn tán thì nó chưa ra đầy đủ nha anh em. Nếu mà ra đủ thì cái tên lập bụi tàn khủng lắm nha anh em. Cái này qua Tết năm sau là nhìn thấy cái cây này mê luôn á. Dạ. Cây này mình giao lưu sao anh Miên? Liên hệ sao anh Miên? Liên hệ luôn đi. Liên hệ với anh Miên qua số điện thoại ha. Qua số điện thoại đi. Dạ. Dễ nhiều anh em thì mình cũng có nói vậy đó. Dạ.
Đúng rồi, thì cũng không cho giá thì cũng rất là ngại, nhưng mà mong anh em, những anh em đó thông cảm cho mình. Dạ. Thì chuyện mua bán bằng ăn thì cho mấy bạch tí xíu cho nó hấp dẫn. Dạ. Trong vườn này mình còn rất là nhiều cây, mình có ý định vô luôn luôn không anh Nguyên? Có gì anh cũng, nếu mà anh em nào có nhà ý thì cứ tới vô luôn, tới đây anh còn rất là nhiều cây. Cây dạ. Thì nó cây này cũng hoành, bốn mấy hoành nè. Cây dạ. Này là cũng là bao đế, cái đế như cái rế luôn á. Dạ. Cái này đế dữ dằn lắm. Dạ. Bốn mấy hoành, nhưng mà tại vì cái này nó nằm hơi chật nè, thì anh tính anh là bộ đế nó dữ lắm. Dạ. Cây này bộ đế là khỏi suy nghĩ luôn, tương lai cái này dữ lắm nha. Dạ. Nói chung là chủ yếu là ảnh giao lưu ba gốc mai này thôi. Còn ví dụ anh em nào có đến vườn thì có thể tham khảo một số gốc khác. Còn đây thì giới thiệu cho anh em chơi thôi nha. Cái này thì ý tưởng của mình là làm một cái ly bằng vàng. Ly vàng anh. Tết anh em thấy cây này bông một cái là không tưởng tượng được. Ồ, cây này là mình vô kẽm vô được, cái nền đồng sắt luôn anh. Đồng sắt luôn thì cái dịp đầu là anh định làm là một cái ly vàng. Dạ. Sau này á nó sẽ mạnh lên đàng hoàng, sung hơn anh làm cái chiếc cúp vàng. Chiếc cúp luôn anh. Chiếc cúp luôn. Dạ. Này thì ý tưởng mình anh em đừng cười nha. Nó giống như một bàn tay con người năm ngón đưa lên. Dạ. Thì mình tưởng tượng nếu mà một cái sân mình có một cây mai mà giống như một cái tay khổng lồ mà đưa chiếc cúp hoặc cái ly vàng lên rất hay. Dạ. Là ý tưởng nha. Thì từ thân một bít tết thân này là bây giờ anh em thấy vậy thôi nha. Chứ nếu mà tết mình quay lên cái mình thì cũng có kênh nhà đó, mà quay dạ. lên cho anh em xem thấy một cái cây này không tưởng tượng được. Dạ. Tại vì mình mua năm rồi mà mới có mấy tháng nó bông quá sức. Hôm nay thấy nó nụ rồi. Nó ra dạ. mấy này là bông không nè. Nụ trung thân á anh. Trung thân không. Dạ. Này dưới gốc nữa nè. Đó nó ra cái nội cái nhánh nhỏ vậy thôi, tết em thấy mê. Dạ. Đó. Đế dữ không anh? Đế cây này thì đẹp lắm mà đế dạ. cái cọng thưa nha. Dạ. Nhưng mà nó đều ra hết. Bỏ khéo anh. Khéo đóng khéo. Rồi. Anh này chơi rồi có hai cái ý tưởng. Bên đây thì một cái chị cái dĩa hột xoài. Hột xoài á anh. Ừ, dĩa hột xoài. Đây là cái này nó hồi đó bão á, số 9 á thì cái dừa đè nó ngã nè. Dạ. Yeah. Cái dừa đè nó ngã, cái này cũng bông này ăn du lịch là anh mua về anh hồi Tết á thì anh hứa chủ vườn nữa cho anh gửi lại 2 tháng mới là nhiều vợ chồng ta không có đồng lòng. Dạ. Yeah. Anh muốn về sớm cây đang ôm bông quá sức rồi về cái nó hơi si, này nó mới ra. Anh sẽ làm nó một cái gì hết rồi. Nếu qua chừng 3 năm nữa là cái này thành phẩm y chang như hồi đó nằm dưới đất. Dạ. Hơn hồi đất nữa là anh em thấy rất là mê. Thì đó mặt bông sao anh? Mặt bông này từ 5 đến 8 cánh. 5 8 cánh ha. Rất là bông lắm. Thì nói chung là khu vườn anh cũng còn khá là nhiều gốc, ví dụ anh em nào thích thì cứ liên hệ với anh. Liên hệ với mình. Anh Tám đi. Rồi. Anh Miên. Rồi ok anh em. Cũng kết thúc video thì cũng mong anh em xem kênh được thì cũng ủng hộ Tám Miên thì alo Tám Miên nha, đừng có dạ. ngại ngùng gì vấn đề mà mua giá cả ha. Giá cả. Rồi. Rồi xin chào. Rồi.